Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mặt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 2 Mê Động Lòng Lĩnh, thực hiện Nguyễn Thành, Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương 6: Ngư Cốt Miếu. Người dân trong làng gần đây bảo dốc bàn xà đầy những đụng đất bẫy người này. Tôi cứ tưởng ở vùng ngoài rìa này vẫn còn an toàn, nào ngờ hóa ra đã quá bất cẩn. Đến lúc này thì từ phần nửa bụng đổ xuống đã ngập trong đống đất. Tôi cũng biết lúc này tuyệt đối không được dãy giụa. Kết cấu địa chấn nơi đây cũng gần giống với cát lúc trong sa mạc, khác chăng thì cũng chỉ là có ít cát mà nhiều đất mụn mà thôi. Càng gắng dãy giụa, càng chìm xuống nhanh. Gặp phải trường hợp thế này, chỉ còn cách chờ người tới cứu. Còn nếu chỉ có một mình thì đành chờ chết mà thôi. Tôi cố gắng giữ cơ thể bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ hơi nhúc nhích một chút là lại lún sâu thêm một khúc nữa. Đất mà ngập ngang ngực thì rắc rối to. Tôi khẽ nắm hai tay, cố giữ cơ thể được cân bằng. Đợi khoảng 10 giây sau, thấy người không lún xuống nữa, mới đưa tay tháo chiếc còi trên cổ ra, đưa lên miệng chuẩn bị thổi một tiếng gọi Tuyển Béo đến cứu. Nhưng thổi còi thì nồng ngực phải dùng lực. Giờ tôi lại đang ở trong một trạng thái thăng bằng hết sức mỏng manh, cơ thể không dám cử động dù chỉ là một chút. Bằng không bất cứ lúc nào dốc đất này cũng có thể sụt xuống chôn sống tôi ở đây. Tất nhiên cũng không chắc rơi xuống phía dưới sẽ là bị chôn sống. Cũng có khả năng bên dưới là một hang đá vùi lớn. Xui xẻo nhất là chỉ rơi vào một chỗ lưng chừng. Trên không thấy trời, dưới không thấy đất, chết ngạt trong đó thì cảm giác ấy mới thực sự khó chịu. Suy nghĩ này lởn vởn trong đầu, nhưng rồi tôi vẫn quyết định thổi còi báo hiệu. Bằng không đợi đến khi Tuyển Béo và Răng Vàng nhớ ra, còn bà nó, chắc tôi cũng sang tiểu cảnh rồi. Hy vọng hai ông tướng nghe còi sẽ tức tốc đến ngay. Bằng không chuyến này khổ bắt nhất tôi, thật sự phải chầu ông vải mất thôi. Phòng bà bão táp còn vượt qua được, vậy mà phải chết kiểu này thì thật không cam lòng chút nào. Tôi thổi vang một tiếng còi báo hiệu, lồng ngực hơi phập phồng, thân thể hơi chao đi một chút, lại lún thêm xuống một đoạn nữa, vừa vặn chẹn đến ngực. Hít thở càng lúc càng khó khăn. Thông thường nếu muốn chôn sống ai đó, chẳng cần thiết phải lấp đất đến tận đỉnh đầu. Đất ngập qua ngực đủ khiến người ta ngạt thở rồi. Tình huống của tôi lúc này chính là như vậy. Hai tay vươn ra phía ngoài, rõ ràng là thấy ngột ngạt khó chịu lắm, song lại không dám vẫy vùng thoát ra. Giờ là lúc thử thách khả năng nhẫn nại của một con người. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không thể vì lồng ngực bức bối đến ngạt thở mà khua khoáng chân tay tìm cách bò ra ngoài. Như vậy chỉ càng chết nhanh hơn. Xét hoàn cảnh của tôi lúc này, một giây còn dài hơn cả một năm. Còn bà nó, thằng Tuyển Béo chết dẫm kia sao vẫn chưa thấy tăm hơi đâu? Nhỡ hai thằng kia không nghe thấy tiếng còi thì tôi coi như ô hô ai tai ở đây mất rồi. Tôi đang nín thở, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, thì thấy bóng Tuyển Béo và Răng Vàng đang lững thững tiến lại, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Nhìn thấy tình cảnh của tôi, cả hai đều thất kinh, vội co giò chạy lại. Tuyển Béo vừa chạy vừa tháo cuộn dây thừng trên người ra. Cậu ta vẫn còn đeo cái giỏ ngỗng. Hai con ngỗng bên trong thấy Tuyển Béo đột ngột tăng tốc, liền hoảng hốt kêu nháo nhác. Tuyển Béo và Răng Vàng thấy gần đó có một đụn đất khác, không dám lại gần quá, dừng lại cách chỗ tôi độ mười mấy bước, quăng dây thừng ra. Cuối cùng tôi cũng bắt được sợi dây cứu mạng, vội quấn lấy hai vòng quanh cổ tay. Đôi bên cùng lúc dùng sức kéo tôi ra khỏi đụn đất. Lúc leo được lên, đụn đất đã bị hai chân tôi làm thụt xuống hết. Trên dốc núi lộ ra một cái hố lớn, đụn đất rơi xuống như mưa. Tôi há miệng thở hồng hộc, vặn bình nước ra, uống ừng ực mấy ngụm, rồi đổ hết chỗ còn lại lên đầu.
hai tay vuốt mặt, quay đầu nhìn lại chỗ cây hố đằng sau. Bản thân tôi cũng đang không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình lượn một vòng qua quỷ môn quan rồi. Quả thực là hú hồn, không dám nghĩ nhiều thêm nữa. Tuyển Béo châm cho tôi một điếu thuốc để lấy lại tinh thần. Tôi bây giờ vẫn hồn siêu phách lạc, diệt được hai hơi liền ho sặc sụa. Sự việc lần này không giống với những lần trước, mọi lần sinh tử chỉ quyết định trong chớp mắt, nhưng lần này thần chết lại chậm rãi thả từng bước một. Trên đời này chắc chẳng còn chuyện gì dày vò thần kinh người ta như thế. Ba hồn bảy vía của tôi chừng đã bay đi phân nửa, phải đến 20 phút sau phần hồn bay đi mới chịu trở về nhập xác. Giang Vàng Tuyệt Béo thấy tôi mặt mũi trắng bệch, cũng không dám lên tiếng hỏi han. Một lúc sau mới hỏi xem tôi thế nào. Tôi bảo Tuyển Béo lấy chai rượu trắng, ngửa cổ uống mấy ngụm, giờ mới tạm xem như hoàn toàn hồi phục. Bà thằng quay lại nhìn cái hố ban nãy tôi dẫm phải. Giang Vàng hỏi, đây có phải là hố đào trộm mộ không? Tôi đáp, không, ven rìa hố đào trộm mộ không dã ra như thế. Cái này là kết quả của sự ăn mòn đá vôi trong lòng núi. Bên ngoài chỉ còn lại lớp vỏ rỗng, chỗ dày chỗ mỏng. Xem ra quy mô của hang đá vôi bên dưới dãy lòng lĩnh này thực sự không nhỏ chút nào. Tôi kể lại tình hình vừa quan sát được trên núi cho Răng Vàng và Tuyển Béo nghe. Trong lòng núi khẳng định mười mươi là có mộ lớn, chỉ cách ngư cốt miếu chừng một cây số theo đường thẳng thôi. Nếu trong miếu có đường hầm dẫn đến ngôi mộ cổ kia, vậy thì khoảng cách và phương hướng này là hoàn toàn hợp lý. Đối với cao thủ trong nghề, đào đường hầm dài một cây số không phải là chuyện khó, chẳng qua hơi tốn thời gian một chút mà thôi. Tuyển Béo thắc mắc, thằng cha này ăn no rừng mỡ hay sao? Đã tính chuẩn được vị trí của mộ, việc quái gì phải chạy ra mãi xa để đào hầm cơ chứ? Tôi nói với Tuyển Béo, vị tuyển bối dựng nên ngư cốt miếu này, từ việc quan sát đến đo đạc đều hơn đứt cậu, tất nhiên phải có lý riêng. Tôi đoán chắc là ông muốn vào địa cung từ phía dưới đây. Giang Vàng vội hỏi, hả? Đi vào từ phía dưới? Có phải vì bốn phía ngôi mộ đều quá kiên cố chắc chắn, không thể ra tay, chỉ có cách đâm từ dưới lên? Tôi nghe nói chiêu này gọi là đình cung thì phải. Tôi trả lời, chắc là như vậy. Thời đường Lăng Tẩm toàn xây trong lòng núi, nhất là thời Thịnh Đường quốc lực dồi dào, đứng đầu thiên hạ, Lăng Tẩm nhất định được xây dựng kiên cố. Địa cung đều được xây dựng bằng đá lớn, gia cố bằng các thanh ngang dài, rất khó phá tường đột nhập. Nhưng lăng mộ dẫu được xây tường đồng vách sắt đi chăng nữa, cũng không thể như quả trứng gà không có vết rạn được. Lăng mộ nào cũng đều có một chỗ trống, nhìn theo góc độ phong thủy học, chỗ đó dùng để tàng phong tích tụ khí. Trong mộ không có hư vị này thì huyệt bầu phong thủy có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng vô nghĩa. Tuyển Béo liền hỏi, nghĩa là để một cái cửa phía sau ư? Tôi lắc đầu, không phải, hình rừng khí mới tụ, để giữ được hình và thế của huyệt vị phong thủy, khiến cho đất báu phong thủy cố định, thì kết cấu của lăng tẩm không được kín mít, khí cần tụ mà vẫn lưu thông. Thường thì con đường lát gạch trong lăng mộ hoặc hậu diện chính là nơi thông khí. Những chỗ như vậy, thường thì con đường lát gạch trong lăng mộ hoặc hậu điện chính là nơi thông khí. Những chỗ như vậy không được xây quá chắc chắn, nếu không sẽ không tốt cho chủ mộ. Ngoài ra còn có một thuyết khác, lăng tẩm quy mô lớn không khác gì cung điện là mấy. Cuối cùng sau khi bịt cửa lăng để bảo tồn các bí mật trong địa cung, tộp thợ xây cuối cùng đều bị chôn sống trong đó. Những người thợ có kinh nghiệm trong quá trình thi công đều ngấm ngầm xây một lối đi bí mật để làm lối thoát cho mình. Những mật đạo này thường được xây kín đáo phía dưới địa cung. Song cái lối thoát hiểm do đám thợ xây nên vì sự sống còn này hoàn toàn không dựa vào kiến thức phong thủy, giấu được thế nào thì xây theo kiểu ấy, thành ra ảnh hưởng lớn đến bố cục lăng mộ, song cũng chẳng thể nào ngăn chặn được. Cho nên
khi gặp những ngôi mộ lớn bốn bên đều kiên cố một cách lạ thường. Sau khi đã tìm hiểu thông tin, các mộ kim hiệu úy thường chia phương án khai quật theo hướng đào từ dưới lên. Bà chúng tôi thương lượng một chút, đều cảm thấy đáng bỏ công bỏ sức vào mộ cổ Long Lĩnh này một chuyến, bởi vì vị trí của ngôi mộ này hết sức đặc biệt. Người phát hiện ra nơi đây có mộ cổ nhất định phải là một cao thủ trong các mộ kim hiệu úy. Ông ta nhất định sẽ tuân thủ quy định của nghề này, không lấy hết đồ, huống chi ngôi mộ lại lớn đến thế. Đừng nói ông ta chỉ lấy đi một hai món bảo vật, dù có mang đi hàng trăm món, phần còn lại chúng tôi tùy ý lấy đi một vài món cũng vẫn coi là hời rồi. Chúng tôi quyết định bắt đầu bằng đường hầm trộm mộ trong miếu ngư cốt. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian công sức hơn. Một là mật đạo trong núi bỏ hoang đến giờ cũng chỉ mấy mươi năm, chắc không có quá nhiều thay đổi. Dù có thể có đoạn bị sập, chúng tôi đào một lối khác vòng qua là được. Hai là trên dãy Long Lĩnh có vô số đụn đất sụt lún, đi lại trong núi hết sức nguy hiểm. Bên nãy tôi cũng thiếu chút nữa là chết ngạt rồi, đi đường hầm sẽ tránh được những rủi ro này. Kế hoạch được lên xong, chúng tôi trở lại miếu ngư cốt. Lúc nãy Răng Vàng và Tuyển Béo đã tìm kiếm một hồi lâu mà vẫn không phát hiện được gì. Ngôi miếu này xây không dựa núi nhìn sông, nhìn từ bên ngoài rất khó phán đoán vị trí của đường hầm trộm mộ. Nhưng địa đạo này thực sự rất quan trọng, tôi bèn ngồi đưa ra tất cả suy luận có thể. Tiền đề ngôi miếu này được một vị mô kim hiệu úy xây nên. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, tôi gọi Răng Vàng và Tuyển Béo lại bảo: chúng ta cần phải kiểm tra bệ thờ đặt tượng Long Vương. Nếu có đường hầm trộm mộ, rất có thể nó nằm bên dưới bệ thờ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.